Nay Cường giao lưu với anh em cây hồng ngọc mai nha anh em nha. Hồng ngọc mai ôm đá già khủ khú khụ luôn. Bộ tán đã xong luôn rồi. À, từ đít chậu lên tới ngọn là 5 tấc nha anh em nha. Đây. To. À, anh em coi nha. Bộ tán này Cường cũng đã làm xong rồi. Đặt hết rồi. Giờ mình chỉ có cắt con nó mình chơi hoa rồi. Đây nó cũng đang có hoa nè. Rất già nha anh em nha. Bám đá cứng ngắc luôn. Cái này là phải trên 3 năm bám đá rồi. Rồi, Cường giao lưu với anh em cây này là 4 triệu nha. 4 triệu nha anh em nha. Rồi anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường 0374 113366. Cường nhắc lại ha, 0374 113366. Với giá cây hồng ngọc mai ôm đá là 4 triệu.